phải đi qua thương đau đến nghiệt ngã, cận kề cái chết mình mới tỉnh ra. Mình đến cuộc đời này không phải là để kiếm thật là nhiều tiền, mình đến cuộc đời này không phải để làm được nhiều việc, để chinh phục cái này cái nọ, để trở thành ai. Mình đến cuộc đời này trước hết là để sống một đời sống sâu sắc thế này. Một đời sống sâu sắc là trong đó mình phải thụ hưởng được những tặng phẩm mà trời đất khiến tặng. Tại sao cũng là một kiếp người mà có những giống dân, có những cộng đồng ở những miền quê, những nơi xa xôi hẻo lánh gọi là nhà quê đó, mà họ có quá nhiều thời gian để sống trong một ngày, vì họ làm có nửa ngày thôi. Họ chấp nhận thu nhập thấp, họ chấp nhận một đời sống tối giản. Để làm gì? Để họ dành thời gian đó để họ chơi, để họ sống sâu sắc, để họ chăm sóc bản thân họ, chăm sóc những người thân yêu của họ, họ chăm sóc làng xóm, cộng đồng, để họ kết nối sâu với sự sống. Và vì họ chấp nhận thu nhập thấp, sống tối giản, cho nên có 4-5 tiếng để làm trong ngày, họ cũng làm trong sự thư giãn thoải mái, đủ ăn thôi, không cần dư giả để làm gì, để khoe mẽ, để thể hiện, không có ý nghĩa gì đối với cái chết cả, đối với một đời sống con người quá ngắn ngủi cả. Vì chúng ta tưởng là chúng ta sống tới 200-300 năm phải không, hay là 500 năm, thậm chí là chắc sống hoài không chết. Cho nên bây giờ vẫn còn cứ đi kiếm chuyện người này người nọ, còn giận hờn, vẫn còn hoang phí thời gian cho những thứ không cần thiết, chiều chuộng lòng ham muốn thiếu hiểu biết của mình, để rồi mất 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, lấy đi cả tuổi thanh xuân, để rồi cuối cùng chán. Ngày xưa mà mình muốn cưới người đó, ai cản lại mình, mình ghét người đó lắm đó. Còn bây giờ thì mình ghét luôn cái người mà mình muốn cưới. Mình ghét những người cản mình, tại sao không cản thêm nữa? Đó là mình chứ ai. Cũng đam mê đó, cũng cao hứng đó, rồi cũng mãnh liệt lồng lộn đó, rồi chán chường mà muốn rút lui cũng đâu phải dễ. Phải trả một cái giá rất đắt mới được rút lui, đó là chia nửa gia tài. Rồi rút ra bài học kinh nghiệm, rồi lại rút ra bài học kinh nghiệm, rút hoài, rút mãi, rút hết cả đời người. Vì mình tưởng là mình còn sống lâu lắm, nhưng mà đại dịch đã làm cho chúng ta sáng mắt là bất cứ người trẻ nào cũng có thể rời xa cuộc đời này. Thật ra không phải đợi đến đại dịch đâu. Nếu mình chịu khó quan sát và ghi nhận sự thật, mỗi ngày có biết bao nhiêu cái chết trẻ, từ những vụ tai nạn, từ những cái chuyện họ muốn tự kết liễu cuộc đời của họ, vì những nỗi cô đơn, tuyệt vọng, vì những tổn thương về tâm lý. Và chúng ta làm sao dám chắc chúng ta sẽ không trở thành một trong số đó? Đâu ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ không bị trầm cảm, bỗng dưng có rất nhiều điều kiện hạnh phúc vậy đó, mà vẫn cứ muốn tự tử, vẫn cứ muốn lao đầu từ trên lầu xuống. Vì trong chúng ta luôn luôn có những con quái thú, mà mỗi người đến với cuộc đời này, ngoài việc thụ hưởng những giá trị màu nhiệm mà đất trời đã ban tặng, ngoài việc sử dụng những tài năng, những sự thông minh mà trời đất đã ban tặng trong cái cấu trúc di truyền của chúng ta, thì chúng ta phải hoàn tất một cái bài tập, đó là khống chế tham sân si, đó là chữa lành những vết thương trong hành trình từ khi có mặt trong cuộc đời này cho tới bây giờ. Đó là điều phải làm. Vì có hưởng thì phải có chịu. Mà nếu chúng ta từ chối, chúng ta không muốn nhìn sâu vào, không muốn thừa nhận những vết thương của mình, thì nó vẫn cứ tiếp tục giật dây và chi phối cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên vô cảm trước những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có.